Nên là các bạn đối với mái tôn thì các bạn muốn mà bền và an toàn nhất, các bạn hãy dùng cái trần thảm. Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Đức Tú. Thì hôm nay tiếp tục mình làm một video, mình chia sẻ cho các bạn về các cái kiến thức về xây dựng để làm sao cho các bạn có được những cái lựa chọn tốt nhất cho cái công việc xây dựng nhà của mình. Thì một cái vấn đề mà rất là nhiều người gặp phải khi mà lựa chọn đó là các loại trần. Thì chính vì vậy hôm nay mình làm một cái bài tiếp tục, mình phân tích về cái loại trần thạch cao để cho các bạn có cái sự lựa chọn tốt nhất cho mình. Trần nổi với trần chìm cũng là một cái mà rất là nhiều người phân vân. Nên hôm nay mình làm video này để mình chia sẻ cho các bạn, để các bạn có được một cái nhận định chính xác lựa chọn cho cái ngôi nhà của mình. Cái trần thạch cao nó có hai loại cơ bản, đó là trần nổi và trần chìm. Thì thế nào gọi là cái trần nổi? Cái trần nổi là làm sao? Là người ta làm cái khung xương sẵn, xong người ta gác cái tấm thạch cao lên, gọi là trần nổi. Còn cái trần chìm á, là người ta làm cái khung xương trước, xong bắt đầu người ta mới ốp cái thạch thạch cao ở bên dưới và người ta bắn cái vít lên để cố định nó. Nó gọi là trần chìm. Nó chỉ vậy thôi. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái trần nổi trước cho các bạn coi. Là cái trần nổi thì cái cấu tạo của nó là như thế nào? Thì mình vừa nói rồi đó. Cái trần nổi là cấu tạo là các bạn làm cái khung, các cái khung định hình trước. Thì thường cái khung định hình của cái trần nổi là có cái khung người ta làm là 60 vuông hoặc là 60 1m2 đó. Thì khi người ta làm là người ta làm cái hệ khung xong thì bắt đầu cái tấm thạch cao là cái tấm người ta đã sản xuất sẵn, thì các bạn chỉ có mua về và các bạn chỉ gác lên gác lên gác lên. Thì như vậy thì các bạn sẽ nhìn lên trần thì các bạn sẽ thấy là nó có một cái hệ lưới khung 60 hoặc là lưới khung 60m2 đó, nó chạy dọc chạy ngang như vậy và các bạn gác cái tấm thạch cao lên đó, nó chỉ có vậy thôi. Thì cái tấm thạch cao này thì nó có rất là nhiều nhiều loại. Cái loại đầu tiên là cái loại tấm thạch cao bình thường là người ta có sơn sẵn ở trong đấy rồi. Đó, thì các bạn mua về các bạn gắn lên thôi. Cái loại thứ hai là cái tấm thạch cao đấy nó có phủ luôn cái PVC là phủ nhựa. Thì cái phủ nhựa này thì nó cũng rất là đẹp. Cái tác dụng của nó là thứ nhất là nó chống được bụi. Đó. Cái thứ hai là nó rất là bền màu, nó lâu bị ố đó, và cái thứ ba là nó cũng có cái khả năng nó chống cháy nữa đó. Thì cái tấm thạch cao PVC này thì cũng được rất là nhiều người thích đó. Thì mình cũng khuyên thì lúc đấy các bạn không cần phải sơn trực tiếp lên nó đó, còn các loại thạch cao kia thì các bạn phải sơn lên nó. Thì nó có một loại thạch cao nữa, đó là cái thạch cao đấy là nó pha các cái sợi khoáng vào trong đó. Thì cái mục đích của nó là thứ nhất là nó làm nhẹ cái thạch cao, cái thứ hai nữa là các cái thạch cao có sợi khoáng đấy là nó có đục các cái lỗ đấy để nó tiêu âm. Thì cái tác dụng lớn nhất của nó là tiêu âm. Thì cái loại đấy thì cái giá thành của nó thường nó sẽ cao hơn so với cái thạch cao thông thường. Thì những cái thạch cao mà có các cái sợi tiêu âm đó thì người ta hay làm cho những cái văn phòng để tăng cái vẻ sang trọng và cũng như là tiêu âm cho các cái văn phòng. Đó. Rồi, mình nói về các cái ưu điểm của cái trần thạch là gì? Cái trần thạch hay là cái trần nổi đó. Thì cái ưu điểm lớn nhất của nó là các bạn thi công nó rất là dễ dàng. Là các bạn chỉ cần làm các cái hệ khung và các bạn thả cái tấm đấy lên là xong rồi. Các bạn không cần phải sơn phết gì trên nó hết. Đối với các cái văn phòng thì cái khả năng linh hoạt nó rất là tốt, bởi vì các cái hệ thống các bạn để trên trần đó đó, thì khi mà các bạn sửa chữa hay là gì đó thì các bạn chỉ cần nhấc cái tấm đấy ra, các bạn sửa chữa xong các bạn thả cái tấm đấy lại thì không phải cắt nát cái trần khi mà các bạn làm. Đó là ưu điểm của cái trần thả. Và cái tiếp tục cái ưu điểm của cái trần thả nữa đó là đối với các cái công trình mà các bạn lợp mái tôn đó, đặc biệt như là các cái nhà xưởng hoặc nhà văn phòng làm bằng mái tôn hoặc là các cái nhà làm bằng mái tôn đó, thì nó hay bị nhịp bởi cái tôn đó. Thì khi các bạn làm trần thả nó là các cái tấm rời ra, nên là khi mà nó nhịp á, thì nó không có hình thành các cái vết nứt, mà nó là nó nên là nó hạn chế các cái vết nứt đó 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 là cái trần thả. Và một cái ưu điểm của cái trần thả nữa là
mình nói luôn, đó là về cái giá thành. Cái giá thành của trần thẻ thì nó rẻ hơn cái trần không chìm á, bởi vì cái trần thẻ này người ta làm xong là xong luôn, các bạn không cần phải sơn phết hay là sau này các cái quá trình bảo trì nó dễ dàng, nên là cái chi phí của nó tính ra là nó sẽ rẻ hơn so với cái trần chìm đó. Rồi thế thì nói ưu điểm thì cũng nói tới cái nhược điểm của cái trần thẻ nó là gì. Thì cái nhược điểm như mình đã nói là cái trần thẻ, cái nhược điểm của nó là cái mẫu mã nó rất là ít các bạn. Thì đối với các cái không gian mà lớn á, thì các bạn mới nhìn thấy là nó bị chia các cái ô 60-60 vuông hoặc là cái ô 60-1m2 vuông. Nó chia ô rất là nhiều trên cái trần đó. Thì nó cái nhược điểm của nó là làm chia nét cái không gian của chúng ta ra. Thì khi mà chúng ta nhìn lên các cái trần á, thì thực tế là nó không có được đẹp lắm. Đó. Thì theo cái mắt thẩm mỹ thôi, thì những cái trần thẻ thì nó rất là khó tạo các cái dáng. Ví dụ như là các bạn muốn đóng cong hoặc muốn tạo hình, tạo dáng để gắn đèn, gắn cái hát thì trần thẻ nó không có được cái ưu điểm đó. Đó. Thì cái trần chìm nó có, thì cái trần thẻ đó là cái nhược điểm của nó. Và mẫu mã nó hạn chế bởi vì cái đấy nó được sản xuất sẵn ở nhà máy, là hoa văn nào hay là như thế nào, nó chỉ sản xuất một số loại thôi. Thì các bạn mua về các bạn lắp thì nó ở đâu đó nó có một cái sự đơn điệu. Đó. Nên là thông thường thì những cái trần thẻ này á, nó chỉ phù hợp cho những cái nhà văn phòng, các cái nhà mà có thể thay đổi nhiều á, hoặc là những cái nhà lớn. Còn đối với các cái nhà nhỏ thì các bạn không nên dùng các cái trần thẻ này. Đó. Thì mình nói là không nên dùng bởi vì cái trần thẻ, nếu mà các bạn dùng trần thẻ cho cái ngôi nhà các bạn thì cái ngôi nhà của bạn nó sẽ bị nát cái không gian và nhìn nó không có được đẹp. Và các cái ngôi nhà thì diện tích nhỏ thì các bạn cần phải trang trí nó nhiều để nó đẹp. Đó. Nên là các bạn không nên xài cái trần thẻ này đối với các cái nhà nhỏ. Đó. Thì tiếp tục mình nói về cái trần chìm. Thì mình lại giải thích lại cho các bạn là cái trần chìm là các bạn làm cái hệ khung xương sẵn rồi. Các bạn treo bởi các cái ti á. Đó. Các treo làm các cái khung xương sẵn cho nó. Đan cái khoảng cách khoảng 40-60 gì đó. Rồi bắt đầu các bạn bắn cái tấm thạch cao lên. Cái tấm thạch cao thì người ta có bán sẵn một cái tấm là 1m2-2m4, cái tấm lớn đó. Đó, thì khi mà các bạn bắn lên thì các bạn phải dán lưới, rồi các bạn bẻ mắt tít, xong các bạn sơn nước lên. Thì đó được gọi là cái trần chìm. Đó. Thì cái trần chìm này nè. Cái trần chìm này á, thì thực tế là thi công của nó thì nó phức tạp hơn. Nhưng mà cái thi công phức tạp này thì nó lại có những cái ưu điểm. Là thứ nhất là các bạn rất là dễ tạo hình tạo dáng cho nó. Các bạn muốn đóng kiểu gì cũng được. Đó. Thì các bạn muốn cái hình thù gì thì các bạn đều đóng. Đóng khe hát hoặc đóng giật cấp, hoặc là các bạn có thể đóng các cái chỉ. Thì đặc biệt là những cái nhà cổ điển. Cổ điển thì người ta sử dụng các cái chỉ, các cái bọ nó rất là nhiều. Thì các bạn dùng các cái trần chìm này nè. Các bạn đóng lên thì lúc đấy các bạn bẻ mắt tít, các bạn sơn lên thì nó rất là nhiều các cái hình dáng để tạo ra cái thẩm mỹ cho cái ngôi nhà. Đó. Thì cái ưu điểm nữa là cái trần chìm là cái trần mà nó không có các cái hệ khung mà nó treo vuông vuông như là cái trần thẻ đó. Thì khi mà chúng ta nhìn lên cái trần đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái trần nhà của chúng ta nó thẩm mỹ hơn. Đó. Nó thẩm mỹ và nó đẹp hơn rất là nhiều. Bởi vì chúng ta đóng xong, chúng ta sơn nước, chúng ta trang trí trên đấy rồi. Đó. Có thể là gắn lên các cái tranh 3D hoặc là những cái đèn thẻ, cũng như là các cái đèn hắt, cũng như là các cái đèn chùm. Thì cái trần của chúng ta thì nó đẹp hơn rất là nhiều. Đó. Còn cái nhược điểm của cái trần không chìm là gì? Thì các bạn cũng biết cái nhược điểm lớn nhất của nó là khi chúng ta sửa chữa đó. Đó. Khi mà chúng ta sửa chữa nó thì chúng ta cần phải cắt cái trần đấy ra. Đó, để chúng ta sửa chữa. Rồi chúng ta lại phải vá lại và chúng ta phải sơn nước. Thì nó tốn cái chi phí đó. Rồi nếu mà nó mà các vị trí mà bị thấm chẳng hạn, thì nó sẽ bị ố cái trần đấy ra. Và chúng ta rất là khó xử lý, chúng ta phải cắt cái thạch cao chúng ta bỏ đi và chúng ta phải xử lý lại cái khác. Và những cái vị trí mà nó nước mưa mà nó tràn vô thì nó chịu lực nó không được lâu, thì chúng nó rất là dễ gây bị võng các cái trần đó. Bởi vì cái trần nó là thành cái trần liền đó. Một thời gian nó có thể nó bị võng nếu mà chúng ta sử dụng cái hệ khung xương nó không có tốt. Đó, nó cũng có thể là do cái kỹ thuật thi công của những cái người thợ đóng thạch cao á. Người ta bắn cái đinh vít nó ít quá, hoặc là người ta treo cái ti nó ít quá, thì mục đích để giảm cái giá thành thôi.
Nên là khi mà các bạn sử dụng trần thạch cao, các bạn cần phải lưu ý những cái đó để nó đảm bảo cái chất lượng cho các bạn. Và một cái nhược điểm lớn nhất nữa của cái trần thạch cao mà không chìm á, đó là nó hay bị nứt các cái giáp mí với nhau á, là các cái tấm nó ghép lại với nhau á. Nếu mà chúng ta không xử lý kỹ á, nó có thể là nó bị nứt các cái đường nó ra. Đó. Thì cái cách mà mình xử lý là thứ nhất là chúng ta cần phải dán cái lưới. Cái lưới của nó là cái lưới thủy tinh á, để nó chống nứt. Cái thứ hai là cái mí đó chúng ta phải, nó giờ nó có bán một cái loại keo mà cái loại keo mà chống nứt á, thì chúng ta phải chét cái loại keo lên. Rồi chúng ta bẻ nó tít, chúng ta sơn nước thì nó mới hạn chế được cái tình trạng mà nứt các cái giáp mí. Đó, mình gặp rất là nhiều cái trường hợp mà thạch cao bị cái giáp mí đó. Và tiếp theo là cái trần chìm á, thì đối với những cái ngôi nhà mà người ta làm bằng mái tôn á, thì người ta treo trực tiếp lên các cái xà gồ của mái tôn á, thì sau một thời gian mà nó mái tôn nó co ngót bởi nhiệt độ, nó dập dình á, thì các cái mí nó cũng rất là dễ bị nứt ra đối với cái thạch cao mà trần chìm á. Nên là các bạn đối với mái tôn thì các bạn muốn mà bền và an toàn nhất, các bạn hãy dùng cái trần thẻ đó. Còn trường hợp mái tôn mà các bạn nó muốn nó không có bị, nó đẹp mà nó không có bị nứt á, thì các bạn phải làm thêm một cái hệ xà gồ khác để các bạn treo lên cái hệ xà gồ đó, các bạn đừng có treo trực tiếp lên xà gồ của mái tôn đó, thì nó mới đảm bảo được cái chất lượng đó. Thì tiếp tục nói về cái giá thành thì tất nhiên rồi, thì cái giá thành của trần chìm nó phải cao hơn, bởi vì nó thi công nó phức tạp hơn và chúng ta phải tốn thêm cái nhân công cũng như là cái sơn nước để chúng ta sơn lên, chúng ta tạo dáng cho nó nữa. Nên là giá thành của cái trần không chìm nó sẽ mắc tiền hơn đó. Thì mình vừa trình bày cho các bạn về cái thạch cao, làm sao để cái loại nào để các bạn ứng dụng được nó tốt nhất trong cái ngôi nhà của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào các bạn.